chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy trị Hải Thượng Lãng Ông sẽ thực hiện cấy trị, điều trị cho bệnh nhân Phan Kiều Trinh mắc đau thần kinh tọa. Đau thần kinh tọa, hay còn gọi là đau thần kinh hông to, biểu hiện bởi cảm giác đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa. Đau tại cột sống thắt lưng, lan tới mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài và tận ở các ngón chân. Tùy theo vị trí tổn thương mà hướng lan của đau có khác nhau. Thường gặp đau thần kinh tọa một bên ở lứa tuổi lao động từ 30 đến 50 tuổi. Trước kia tỷ lệ nam cao hơn nữ, song các nghiên cứu năm 2011 cho thấy tỷ lệ nữ cao hơn nam. Nguyên nhân thường gặp nhất là do bệnh lý đĩa đệm chèn ép vào dạ dày thần kinh tọa, chiếm khoảng 80% trường hợp. Tình trạng này xảy ra khi dạ dày thần kinh tọa bị chèn ép, thường là do thoát vị đĩa đệm ở cột sống hay sự phát triển quá mức của các gai xương trên đốt sống. Một số ít trường hợp, dây thần kinh này có thể bị chèn ép bởi một khối u hoặc bị tổn thương do một bệnh lý khác như bệnh đái tháo đường. Các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng bị đau thần kinh tọa gồm 1. Độ tuổi. Những thay đổi trong cột sống theo thời gian, chẳng hạn như thoát vị đĩa đệm và gai cột sống, thường gặp ở người cao tuổi. Đó đều là các nguyên nhân chính gây ra đau thần kinh tọa. 2. Béo phì. Những người có cân nặng vượt quá mức bình thường sẽ làm tăng áp lực đè lên cột sống. Điều đó góp phần gây kích ứng dây thần kinh tọa. 3. Nghề nghiệp. Một số công việc khiến bạn phải xoay lưng nhiều, mang vác nặng trên vai hay lái xe đường dài có thể góp phần gây ra đau thần kinh tọa. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng cho mối liên hệ này. 4. Ngồi trong thời gian dài. Những người ngồi nhiều, ít vận động sẽ có nhiều khả năng bị đau thần kinh tọa hơn so với những người năng động. 5. Bệnh đái tháo đường. Căn bệnh này liên quan đến cách cơ thể sử dụng đường trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ bị tổn thương thần kinh. Thưa quý vị, căn bệnh trên tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, nhưng về lâu dài, tình trạng bệnh nặng hơn sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị các căn bệnh này. Trong đó, phương pháp cấy trị cắt cụt là một trong những phương pháp được đánh giá hàng đầu bởi tính an toàn, hiệu quả lâu dài mà nó mang lại. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy trị rất hiệu quả này. Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.